Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày 27 tháng 6 năm 2023. Sáng nay em Thúy lại tiếp tục lên xả một số cái mặt hàng châu Thái mít rụt rịt. Ngoài ra nhạn VIP nhà em đang nụ đang hoa còn rất nhiều nhé. Các bác quan tâm có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhé. Đáng yêu cực kỳ luôn. Nhà em ngoài nhạn này, châu này còn rất là nhiều những mặt hàng thuần nhá. Không để các bác đợi lâu ấy, sau đây em sẽ đi vào chi tiết báo giá từng mặt hàng một ạ. Em có ít cái đai châu mít rụt rịt nhá. Có cây nó sẽ lỗi hơi lỗi một xíu, có cây là không lỗi tí nào nhá các bác nhá. Em sẽ bỏ lên em thanh lý này, giá cực kỳ yêu luôn. Đấy. Cái hàng này lúc trước là em bán toàn bán là 4-500 một chậu, nhưng hôm nay em bỏ ra thanh lý giá cực yêu luôn. Đấy, mặt hoa này các bác ơi, nó có rất nhiều mặt hoa. Trên mỗi đơn hàng em sẽ cố gắng em nhặt nhiều mặt hoa để cho Tết đến các bác chơi cho nó lung linh rực rỡ. Và cái đơn video nó hơi dài thì các bác cho xếp phép em là không nói mặt hoa cho nó nhanh nhá. Em tiếp theo đánh mã H41 gồm có 2 chậu 490.000. Chậu thứ nhất đây, siêu mít rụt và siêu to nhá. Các bác nhìn này, siêu to nhá. Cái cây này nó sẽ hơi bị lỗi một xíu đây. Đây này, nó bị mất tí ở đầu này, xước một tí ở đầu nhá. Đây, đấy. Lỗi này lỗi vận chuyển nhá. Nhìn nó không thấy đâu các bác ạ. Đây này. Đấy, chậu thứ nhất này. Và tất cả những hàng này em xử lý hết rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Chậu thứ hai đây. Đấy, hai chậu siêu to khổng lồ luôn nhá. Nó sẽ bị, cái này nó bị tí xước móc nó cọ vào nhá. Hai cây, hai chậu là 490.000, hai chậu 4 cây nhá. Hàng 400 mấy của em giờ em bán hạ giá luôn. Mã H42 này, gồm có 2 chậu 520.000, siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, chậu này to lắm, nhưng mà có bị một cái lá nó bị như này nhá. Các bác ơi, các bác đặt hàng nghe rõ em nói lỗi nó như thế nào giúp em nhá. Tránh tình trạng về nhận hàng các bác bảo là ô sao nó thế nọ thế kia, khổ ghê. Đây, chậu này, đây về các bác đặt lên chậu thì nó bố tời luôn nhá. Nó chỉ bị một phát đây này, và một phát ở chỗ này, nhìn kỹ mới ra nhá. Đấy, nhìn kỹ mới ra. Và toàn bộ những cái đơn hàng này em bao ship nhá. Đấy, chậu thứ nhất này, chậu thứ hai này. Đấy. Và em bán giờ xả bằng chưa được một nửa này. Cái này nó hơi bị một tí thôi nhá. Đấy, xả không bằng một nửa luôn. Các bác nhìn này, hai chậu này. Đấy, H43 gồm có 3 chậu 450.000. Chậu thứ nhất siêu mít luôn. Đây, chậu thứ nhất thì nó có bị một cái lá như thế này nhá. Nó bị nứt ra đây này. Đấy, phải nhìn kỹ mới thấy nhá. Các bác nghe kỹ hộ em nhá, bị một lá lỗi này nhá. Đây này, nhưng mà nó che đi rồi này. Các bác nhìn này. Đấy, chậu thứ nhất này, bị một cái này với một tí hơi xước ở đây nhá. Rồi là ngọc cũng còn có vết đi này. Đấy, chậu thứ nhất nhá. Chậu thứ hai này, gồm có một mẹ một con này, siêu mít luôn nhá. Đấy, cái này nó sẽ hơi bị một xíu ở đây, ở cái dưới lá chân nhá. Và chậu thứ ba này, có một cây thôi, không bị làm sao nhá. Đấy, cái lá này thì bị, nhìn kỹ ra lá nó hơi bị lổ cái thuốc nhá. Đấy, 3 chậu 450.000, quá rẻ. H44, 3 chậu 440.000. Chậu thứ nhất là mẹ con này, siêu mít luôn nhá. Chậu thứ nhất mẹ con này. Chậu thứ hai, một mình nó, một thằng cu em thôi. Đấy, nó bị xước ở đây một chút nhá. Hàng em xả cho nên là có cây đẹp, có cây hơi ấy. Chậu thứ ba đây, nó bị xước một tí ở đây nha các bác nhá. Đấy, nói chung là cái hàng này về các bác treo thì nhìn cũng chả thấy lỗi đâu. Đây này, đấy, chậu nó đây. 3 chậu 440.000. Mã H45, 3 chậu 460.000. Chậu thứ nhất này, em còn duy nhất bằng ngày cây thì đấy ạ. Chậu thứ nhất này, chậu thứ hai này, mít rụt rịt luôn nhá. Đấy, cây này nó không bị làm sao này, mít rụt rịt luôn. Chậu thứ ba này, đấy,
cây này cũng không bị làm sao nhá các bác nhá. 460.000 ba cây. Này giá hạ cực kỳ. H46 gồm có 3 chậu. 350.000. Chậu thứ nhất 2 cây nhá. Đấy. Chậu thứ hai đây, một cây siêu mít luôn, cây này 180.000 bây giờ. Bán này có thành có 100.000 một cây này. Chậu thứ ba 2 cây nhá. Đấy. Đấy, em vừa lên các bác cho em giới thiệu các bác một số cái mã châu mít nhá. Ngoài những châu mít này ra, em còn lên rất là nhiều hàng, các bác chú ý đón xem hết video giúp em nhá. Đây, đầu tiên em sẽ có đánh mã này, mã này mã 47 này. Mã 47 gồm một con siêu to khổng lồ luôn nhá. Con này xem bao nhiêu cặp lá nào, đôi 4 6 7 8 cặp lá nhá, găng tay em này. Đấy. 8 cặp lá nhá. Em chia sẻ với các bác giá là 470.000 đi cho nó chẵn và giá này em bao ship nhá. Con này là con màu hồng cánh sen đấy các bác nhá. Đấy, 470.000. Con này là không bị lỗi tí nào. Đây các bác nhìn dáng ra đây. Đấy, em để vào chậu cái rễ nó kênh nên em không để được. Đấy, 470.000. Tiếp theo là một mã em 48 này. Em 48 thì thôi em cũng để luôn giá 480.000. Con này nó sẽ bị lỗi một tí này, cái này cái móc nó cọ vào nhá. Đấy, giá này giá xả đây, hàng hơn 700 của em đấy. Con này là đôi 4, 6, 8, 9 cặp lá nhá. Siêu yêu thương luôn. Đấy, bị một tí xước ở trên mặt đây nữa nhá. Đó, với cái giá này thì các bác ơi, mình lên mua nhá. Thì giá là quá rẻ luôn. Em xả rồi chứ đợt xả lốt lần này, lần sau nó không có cái hàng như này nữa đâu. Cuống hoa cũ đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, con này con màu xanh cốm nhá. Đấy. Và đây là một em mã 49 nhá. Đây, siêu đẹp luôn. Con này thì gọi là mê ly quần quại luôn. Đấy. Em này em để cho các bác giá là 530.000. Đấy. Đôi 4, 6, 8 cũng tầm 8 cặp lá rưỡi nhá. 530.000. Con này con màu vàng nhá các bác nhá. Màu vàng chanh. Đấy. Em hôm nay em chỉ có 3 mã này thôi. Các bác yêu thương lựa chọn thì alo cho em nhé. Sau đây em sẽ tiếp tục lên một số nữa, mặt hàng nữa. Giả hạc búp bê hồng nha các bác nhé. Một dòng giả hạc nổi tiếng của Đài Loan. Đấy. Và nói về cái dòng giả hạc búp bê hồng này thì hoa cực kỳ là thơm nhá. Thơm lắm và cực kỳ là bền màu. Hoa nó sẽ nở vào tầm từ tháng 2 cho đến tháng 3 dương lịch nha các bác nhé. Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bao phê luôn cho các bác nhá. Búp bê hồng hay là hồng búp bê gì đấy. Gọi là hồng búp bê cũng được, vào cái dân gian mình các bác hay gọi là hồng búp bê, như chúng em gọi là búp bê hồng nhá. Mặt hoa bao phê luôn. Hoa cực kỳ là thơm luôn nha các bác nhá. Một chậu như này trung bình nó có từ 4-5 thân trở lên. Đây. Năm cuống hoa cũ năm ngoái này vẫn còn, em cứ để cho các bác về các bác cấy kỳ nhá. Đấy. Một chậu nó có từ 4-5 thân trở lên. Đây, một chậu nó như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em sẽ bao ship nhá. Trong trường hợp các bác mua một chậu ghép đơn thì em sẽ chuyển một chậu, còn không em chuyển từ 2 chậu trở lên thì các bác giả cho em tiền ship. Một chậu của nó có từ 4-5 thân trở lên. Nó có cả thân ngắn, thân dài. Thân ngắn của nó rơi vào tầm từ 30 cho đến 6-70 nhá. Và cái hàng này chiều dài của nó sẽ đạt tối đa là 1m đến 1m2 nha các bác nhá. Đấy, bao phê luôn cho các bác này. Hoa thơm lắm. Nói chung là về nói về cái dòng giả hạc thì mình lên sưu tầm nhiều loại. Nhà mình về các bác treo lên treo chơi nhiều loại cho nó phong phú. Đấy. Bao la bát ngát luôn nha các bác nhá. Đẹp lắm. Và cái hàng này này, khi đến tầm thờ tháng 11, tháng 12 dương lịch thì các bác lên cắt nước cho em. Những cái hàng cắt nước thân thòng thì em đã giới thiệu các bác biết rõ rồi đấy. Có nghĩa là lúc ấy nó sẽ vàng lá và nó rụng hết lá đi thì nó sẽ ra hoa ở cái cơ cọng khô này này. Thì lúc ấy các bác thì chỉ tưới nước vào giờ gốc cho em đi nhá. Hạn chế tưới nước vào thân và lá thì nó sẽ không, hoa nó sẽ không sai nhá. Đấy. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em dưỡng chất một lần để cho các cháu nó ăn cho nó đủ chất nhá. Nó mới lớn được. Đây, châu hồng gấm nhà em về hàng nha các bác nhá.
Cây này cây lá xếp nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu đẹp luôn. Cái này nó có mấy mặt hoa cơ các bác ạ. Đấy. Và em bảo hành với các bác là chuẩn Đai Châu Hồng Gấm nhá các bác nhá. Chuẩn Đai Châu Hồng Gấm. Hàng này tình trạng là có cây đang có nụ này, có cây sưng nụ, nó cùng một lứa cây. Thì cây nào mà nó chưa có nụ ấy, em sẽ bảo hành cho các bác là có nụ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm. Một năm ít nhất nó có sẽ được 3 mùa hoa. Và hoa nó thì khỏi phải bàn luôn các bác ạ. Siêu thơm luôn. Đấy. Tình trạng cây đây. Một cây nó trung bình nó từ đôi 4, 5, 6 cặp lá trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một cây. Các bác mua 3 cây em miễn phí ship. Và em ship đơn từ 2 cây trở lên. Và thì các bác sẽ phải cộng cho em thì phí ship. Khi trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì một cây em vẫn ghép đơn được các bác nhá. Đấy, hoa siêu thơm luôn. Tình trạng cây đây. Và cái này này em cũng nói luôn này, nó không đẹp 100% đâu. Tại vì thi thoảng có cái cây nó bị xước xước cái viền lá ấy. Đây này. Nó này đây là nó tình trạng là nó vận chuyển với lại cái người ta treo cái móc sắt đi. Khi mà tưới cây thì gió nó đung đưa thì nó sẽ bị xước xước ra một chút nhá các bác nhá. Đấy nha, em sẽ cố gắng em nhặt hàng tương đối cho các bác. Dễ này, phun dễ luôn. Em treo ngược như vậy để lúc chuyển cho các bác là cây nó đảm bảo an toàn nhá. Đấy, rất là nhiều bao la luôn. Hoa thì khỏi phải bàn rồi. Siêu thơm luôn. Thế có những cây này nó đang mới chỉ đang sưng ở trên trong ngách đi nhá. Đó có cây này nó lòi hẳn ra ngoài rồi. Siêu yêu thương, hoa thì thơm lắm, khỏi phải bàn luôn. Thơm cực kỳ là thơm. Như các bác nào mua nhà em đợt trước thì các bác biết rồi đấy. Năm nào nhà em cũng bán. Và đây là một cái dòng cây hoàng hậu xanh. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa nha các bác nhá. Ôi, đẹp lắm các bác ơi, chậu củ to nhá. Này, củ to hơn cả cổ tay em nhá. Đấy. Một chậu như này, chậu nào mà củ nó to thì nó sẽ ít thân. Chậu nào củ nhỏ thì nó sẽ nhiều thân các bác nhìn này. Cái củ này nó phải như cái chậu này này, nó ít thân này. Cái củ nó phải to hơn cổ chân em nhá. Đây em đọ luôn đấy các bác ơi. Em đọ luôn cổ tay em vào nha các bác nhá. Đấy. Và cái hàng này về các bác lên sang chậu cho em. Sang chậu để làm gì? Để cho nó có đất, nó phát triển, nó sẽ đẻ thếp con nhá. Mình sang chậu sẽ bằng cái gì các bác trồng cho em? Tốt hơn nhất là trồng bằng cho em bằng vỏ thông đi. Chứ còn nhà bác nào mà trồng bằng cái than hoa ấy, thì mình lên xử lý cái than hoa cho nó hết mầm bệnh đi thì mình mới trồng. Đây và hàng cây thực tế nhà em nhập cách đây 2 tháng rồi về đã ra nụ rồi nhá. Hàng này em sẽ bán cho các bác tình trạng là cây chưa có nụ. Về thì nó sẽ ra nụ như các bác nhá. Đây mặt hoa thực tế đây. Siêu thơm luôn. Một cái cần bông của nó sẽ dài phải tầm 90 đến 1 mét nhá. Đấy. Khi nó ra hoa, từ lúc ra hoa cho đến lúc tàn nó đập. Từ lúc nhú nụ cho đến lúc tàn nó đập rơi phải tầm 4-5 tháng nha các bác nhìn đây đây. Đấy, một cây nhà em đây. Cây này nó mới hé hé thì nó chưa nở bung ra nha các bác nhá. Bung ra thì đẹp lắm. Đấy. Hoa siêu thơm luôn nhá các bác nhá. Nữ hoàng của các loài hoa. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Những shop khác người ta đang bán 150, 170 một chậu. Cho nên là các bác mua hàng nhà em đã bán rẻ rồi. Các bác đừng mặc cả em khổ thân em nhá. Các bác đừng mặc cả. Tại vì em bán rẻ so với shop khác là những 30.000 một chậu rồi. Ít nhất là 30-40.000 một chậu. Em sẽ bán combo 3 chậu là 390.000, có nghĩa là 130.000 một chậu em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu, em sẽ đi đơn một chậu ghép đơn. Và các bác mua em sẽ chuyển 2 chậu trở lên thì các bác sẽ cộng tiền ship cho em nhá, chứ một chậu là em không chuyển nhá. Tại vì đấy, như em giải thích với các bác rồi đấy. Người ta bán những 160, 170, 180, thậm chí 189 một chậu. Một chậu. Cho nên là các bác mua một chậu người ta cũng chuyển. Nhưng anh nhà em bán lãi suất cực kỳ là nhẹ. Cho nên là một chậu em chuyển em không có công nhá. Em còn lỗ tiền thùng bìa. Đấy. Siêu nhiều luôn. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Hoát hít luôn bông hoa. Một cái cần bông này nó ra phải hàng trăm bông hoa nhỏ nha các bác nhá. Hàng trăm bông hoa nhỏ li ti.
Tiếp theo em sẽ giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa siêu đẹp luôn. Giả hạc Pháp hoa tét nha các bác nhá. Trời ơi, thân nó tím lịm này. Các bác nhìn này. Bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá. Đây này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Bao la luôn nhá. Thân tím lịm luôn này. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa chuẩn hoa tét luôn. Giả hạc Pháp là quý vị em cũng không phải giới thiệu các bác nhiều mà dòng hoa nổi tiếng rồi. Ngày xưa những cái thằng những cái ngọn như thế này này. Họ toàn các bác nào chơi ngày xưa thì biết thì đây toàn hơn 100.000 một ngọn mà hôm nay thì giờ thì càng ngày nó càng rẻ đi, siêu rẻ luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, thân nó tím lịm này, hoa nó tím rất đẹp nhá. Và cái dòng này đặc biệt nó lại rất là thơm. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu thôi nhá các bác nhá. Đấy. Này, các bác nhìn thân nó đài dài đều tăm tắp luôn này. 150.000 một chậu thôi nhá. Đấy. Các bác mua 3 chậu như thế này. Đây. Em quay cho các bác xem nhá. 3 chậu như thế này em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn 1 chậu thì em mới gửi nhá, còn không em gửi từ 2 chậu trở lên. Và phí ship các bác cộng thêm cho em 30.000 nhá. Đấy. Em bán quá rẻ rồi cho nên là em phải đi từ 2 chậu trở lên. Đấy. Và đối với cái dòng hàng này, hoa các bác muốn nở hoa chuẩn Tết thì các bác tầm tháng 10 dương lịch trở đi, các bác cắt nước, các bác ngừng tưới và thân vào lá cho em nhé. Các bác tưới chỉ tưới vào giá thể thôi nhá. Đấy. Và hàng ngày 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em cái phân bón lá và dinh dưỡng cho các cháu nó ăn một lần nhé các bác nhá. Đấy. Cái cây này này, nếu mà đã đặt được cái chiều dài của nó phải dài tầm 1m2, 1m3 trở lên nha các bác nhá. Đấy, còn hiện nay cây nó chỉ tầm từ 3, 4, 5, 60 thôi. Đấy, trên một chậu nó sẽ có cả thân dài, thân ngắn. Đấy. Hoa siêu thơm rồi. Siêu rẻ luôn đấy nha các bác nhá. Bao la luôn. Đây, các bác nhìn. Đấy, em nó rủ xuống có mà Tết nó ra có một suối hoa luôn nhá. Một suối hoa luôn. Thân tím lịm luôn. Em vừa cập bến được một loạt những cái dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ này là vũ nữ vàng công chúa này, vũ nữ anh đào này, vũ nữ sô-cô-la. Dòng vũ nữ thì hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác và hoa nó thì siêu thơm luôn. Em không phải bàn cãi luôn. Đây này em cho các bác xem mặt hoa vũ nữ anh đào nhá. Còn đây mặt hoa vũ nữ vàng công chúa, à vũ nữ sô-cô-la. Còn đây là cái cây vũ nữ vàng công chúa này. Các bác nhìn người mẫu nhà em đứng này. Cây nó cao hơn cả người mẫu, lúc cái bông hoa nó cao này. Sợ chưa? Đây này em lấy một cây có hoa về em làm mẫu nhá. Còn em bán cho các bác là em bán hàng nụ nhá. Em bán hàng nụ nhá. Đấy các bác nhìn đấy. Cây này siêu to khổng lồ luôn. Lúc đấy là bông hoa nhá. Còn đây em bán cho các bác hàng nụ đó, mới ngăn ngắn như này thôi. Để vận chuyển cho nó dễ nhá. Đây này. Đây là cây vũ nữ vàng công chúa này. Còn đây là cây vũ nữ anh đào. Đây này. Nụ nó đang ra chi chít nha các bác nhá. Cái cây em đang cầm nó là 4 nụ này. Nhưng em chỉ bán hàng có nụ cho các bác thôi. Thế còn về nó nhiều hay ít thì nó sẽ không ra trước thì nó sẽ ra sau này. Đây là vũ nữ anh đào. Còn đây là vũ nữ sô-cô-la thì nó chưa có nụ nhá. Đấy. Rồi nó sẽ ra nụ, em bảo hành cho các bác. Cái vũ nữ anh đào và cái vũ nữ sô-cô-la để các bác về lên sang chậu cho em nhá. Đây. 3 chậu đây. Vũ nữ vàng công chúa đây đây. Hôm nay em sẽ bán cho các bác combo là 130.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu 3 loại em sẽ miễn phí ship. Đấy. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn chuyển nhá. Đây này. Nụ này các bác nhìn này. Cái bông hoa nó siêu cao luôn. Nhìn không nhìn thấy. Không nhìn thấy đâu này. Tối lắm không nhìn thấy gì. Cao lắm luôn dần thôi. Đây. Còn đây là vũ nữ vàng công chúa thì cây nào cũng có nụ. Và em chỉ bảo hành cho các bác cái nụ cây anh đào này. Và cây vàng công chúa là có nụ nhá. Còn sô-cô-la thì chưa có nụ nhá. Đang sưng nụ thôi các bác nhá. Đấy. 130.000 một em. Các bác lấy loại nào thì alo cho em nhá. Bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá. 3 loại. Đấy. 3 loại combo như này em sẽ bao ship nhá. Siêu đẹp luôn ấy.
gọi là nó cái dòng vũ nữ thì nó thơm lắm. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nhà em mới cập bến nữa nhá. Đó là đen rô bà liễu nhá các bác nhá. Đây một số cây hoa nó đã nở rồi đây này. Đấy. Một số cây bông hoa nó đã nở này. Đen rô bà liễu này. Và một mặt hàng nữa. À, đen rô nữa, đó là đen rô lá mít nhá. Cái hàng này thì hoa nó nhiều màu. Nó sẽ có màu màu vàng lưỡi đỏ nhưng hoa này tàn rồi này. Đấy. Em sẽ bán cả hai loại đồng giá như nhau. Là 290.000 năm chậu, em bao ship nhá. Đấy, năm chậu này, năm chậu lá mít này, hoặc các bác lấy năm chậu bà liễu này. Đây em cho các bác xem bà liễu đây. Một số cây năm chậu như thế này nhá, cây bà liễu thì nó sẽ dài hơn nhá. Đấy, năm chậu này, dài nhiều thân nhá. Có cây đang có nụ, có cây đang có hoa và có cây chuẩn bị ra nhá. Năm chậu như thế này. 290.000 bao ship, hoặc các bác có thể lấy 3 chậu bà điễu, 2 chậu lá mít, tùy các bác cứ ghép đơn cũng được nhá. Giá siêu yêu thương luôn. Và cái giá này là em bao ship nha các bác nhá. Corat Koki hàng cây lá xếp của nhà em nhá. Các bác nhìn chưa? Siêu đẹp luôn. Đấy. Hàng này là một chậu nó có hai cây này, lá xếp này. Cây nhỏ nhỏ xinh xinh nha các bác nhá. Đấy. Và em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây, hoa nở tại vườn nhà em đây. Trời ơi, một cái cây, một cái bông của nó cánh siêu to luôn, cánh tròn nhá. Hoa siêu thơm luôn. Nhìn ở bên ngoài đẹp lắm các bác ạ. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ bắt đầu nó nở từ bây giờ cho đến tháng 12 dương lịch, thậm chí đến Tết nhá. Như nhà em đã được chơi hoa Tết rồi cái này rồi. Cho nên là cái hàng này ấy, về bây giờ các bác cứ trồng đi, từ giờ đến Tết em đảm bảo có hoa cho các bác. Đấy. Hàng này trung bình là một chậu nó có hai cây này các bác này. Corat Koki như một chậu hai cây. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này, 3 chậu là 6 cây như thế này, em sẽ miễn phí ship cho các bác nhá. Đấy, 3 chậu 6 cây như này em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua một chậu ghép đơn, em vẫn chuyển hàng nha các bác nhá. Siêu nhiều này, các bác nhìn này. Bản lá to dày nhá. Đáng yêu lắm. Hoa siêu thơm luôn. Đấy, em cho các bác xem thực tế rồi đấy. Thơm lắm. Hoa này chơi phải tầm 2 tháng mới tàn nha các bác nhá. Đấy, với điều kiện là các bác khi nó ra hoa, các bác đừng tưới vào hoa nhá. Đừng tưới vào hoa. Ôi. Có một cái mặt hoa này và một mặt hoa nó sẽ nhạt hơn và một mặt hoa nó sẽ đậm hơn. Nhưng mà ở vườn nếu cái nhà em có cái giò to lắm, em không bê ra đây được cho các bác chưa chiêm ngưỡng. Đấy. Siêu đẹp luôn. Và đây là một cái dòng giả hạc thiên cung nữ bố nha các bác nhá. Cái hàng này là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Ôi đẹp lắm các bác ạ. Mê ly luôn. Đây này, hàng thực tế tại vườn nhà em nhá. Nói về cái dòng thiên cung nữ bố này thì hoa nó cực kỳ là sai hoa luôn các bác nhá. Sai hoa cực kỳ. Em cho các bác xem hoa của nó này. Trời ơi, mặt hoa đẹp chưa các bác ơi. Đây chỗ này nó nắng nó rọi vào. Đây mặt hoa đẹp chưa các bác này. Và hoa cực kỳ là sai nhá, sai từ gốc đến ngọn các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn nhá. Này, một chậu chi chít chỉ chịt mấy chục thân luôn đây này. Em chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu đi. Các bác mua 3 chậu em miễn phí ship nhá. Trong trường hợp nào các bác mua một chậu ghép đơn thì em mới gửi nhá. Còn nếu mà các bác đi đơn không thì em gửi từ 2 chậu trở lên nhá. Đấy, tại vì là nó cũng trả lãi nhiều đâu. Cho nên là em bán quá rẻ rồi. Đây này các bác nhìn này. 3 chậu như này này. Thân sai chi chít luôn nhá. Gọi là mê ly luôn đấy. 3 chậu như thế này có bao nhiêu? 480.000. Đấy. Và ly ship luôn. Cái này á, lúc nó ra hoa các bác mua như này, lúc nó ra hoa nó ra cả một suối hoa luôn. Có chậu thân ngắn, có chậu thân dài nha các bác nhá.
Đây ví dụ như chậu này là thân dài này thì nó sẽ được ít ngọn hơn. Đấy. Lúc nó ra hoa, ui giời ơi, một suối hoa mê ly luôn. Hàng này thì các bác về các bác chỉ việc trao chơi thôi, chăm sóc cực kỳ là dễ nhá. 7 đến 10 ngày các bác cho em ăn phân một lần. Đây này, trời ơi mê lắm, em đứng ở vườn nhà em này mà em còn không chịu được vì tội nó đẹp quá. Đây. Ui giời ơi. Nó là một cái rừng luôn nhá. Đấy. Nó là một rừng luôn. Đẹp lắm. Chậu rất là nhiều thân luôn. Và đây là một cái dòng giáng hương Samurai, hay còn gọi là giáng hương Nhật Bản nhá. Đây hàng bắt đầu bây giờ cây có cây bắt đầu đã sưng nụ rồi các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng giáng hương Nhật Bản này, hoa cực kỳ thơm. Các bác nào mua nhà em năm ngoái thì biết rồi đấy. Hoa siêu thơm luôn. Và nó bắt đầu nó nở từ bây giờ cho đến Tết. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác, như năm ngoái nhà em nó nở tất cả là 3 đợt nhá. Đây, có một số cây nó ra nụ rồi. À ra hoa đấy này. Siêu thơm nhá các bác nhá. Bộ rễ nó thì đáng yêu lắm các bác ạ. Các bác mà năm ngoái các bác mua đấy nhà em đây này, em mới cắt bớt rễ đi. Năm ngoái các bác nào mua nhà em ấy, rễ nó phải ra dài nửa mét nhá. Siêu đẹp luôn. Này các bác ơi, giờ rễ nó đang phun ra ra trắng ở đây này. Đấy. Cây nào rễ nó cũng ra trắng rồi nhá. Hàng này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá cực yêu luôn. Như năm ngoái ấy, em bán cho các bác giá là 250.000 một chậu. Một cái miếng như thế này. Năm nay em sẽ chia sẻ cho các bác có cả miếng, cả bảng to lẫn bảng bé nhá. Em sẽ chia sẻ với các bác giá 280.000 ba bụi, em bao phí ship nhá. Hôm nay em sẽ free ship luôn. Dễ này. Đấy. Về các bác lên thả vào các bác mua như vậy về các bác lên thả vào chậu này. Các bác lên thả vào chậu hoặc là các bác ghép vào gỗ cũng được nhá. Đấy. Một bảng của nó trung bình này rất là nhiều cây. Và cây là cây nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đấy. Đây một bảng, có cái nó là họ trồng bằng cốc, có cái là trồng bằng bảng nhá các bác nhá. Đây này. Siêu thơm luôn. Thơm lắm, mà đây có mấy bông nó nở mà thơm cực kỳ luôn này. Ví dụ như cây này đang lên nụ này, các bác nhìn thấy chưa. Đấy, dễ này. Một cây của nó trung bình nó sẽ, một bảng của nó sẽ trung bình có đôi 4, 6, tầm 6, 7 cây trở lên nhá. Đấy, em nói 6, 7 cây trở lên, có cây nó sẽ tùm hơn nhá. Nhưng em sẽ bán combo 3 bảng là gồm có bảng, cả bảng nhiều cây, bảng cả bảng ít cây nhá. Các bác đòi 3 bảng đều nhiều cây là em không có đâu các bác nhá. Đấy, em sẽ bán kèm. Siêu đẹp luôn. Thế này em thả 3 bảng này xuống đất thì cho các bác xem nhá. Đấy, đây 3 bảng này, 3 bảng trung bình đây. Đấy. Samurai. Dễ này. Cực kỳ yêu luôn. Và xếp nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh đi các bác nhá. Phân bón cho cây em về em phục vụ các bác nhá. Đầu tiên em giới thiệu với các bác một cái loại B1, B1 này, hàng này hàng của Thái Lan này. Cái hàng này thì các bác 7 đến 10 ngày các bác hòa ra, các bác tưới cho em một lần. Các bác hòa là hòa một cái nắp này tương đương với 2 lít hoặc 2 lít rưỡi nước nhá các bác nhá. Cái này là B1 để dinh dưỡng cho cây này. Tiếp đến là một cái loại N3M. Cái loại này là da rễ cực mạnh này. Cho tất cả trong đây nó có hướng dẫn sử dụng rồi. Đấy, cái hàng này này em để cho các bác giá 30.000 một nọ nhá. Và đây là một cái loại phân bón lá tổng hợp này. Nọ này này em để cho các bác giá là 40.000 một lọ nha các bác nhá. Đấy. Và đây là một cái loại phân thông minh. Cái phân này phân hạt là mình rắc vào cái quanh gốc cây ấy. Hàng ngày mình tưới nước thì cái dinh dưỡng nó sẽ chảy xuống dần nhá. Cái nọ này là 30.000 một nọ này. Đấy. Đây là một cái loại phân bón tổng hợp tốt, dễ bật mầm xanh lá này, giải độc, chốc sâu, chống sốc cây nhá. Cái nọ này em để cho các bác giá 50.000 một lọ nhá. Đấy. Tất cả trong đây đều có hướng dẫn sử dụng rồi. Và đây là một cái loại phân que, cái loại này phân tan chậm, hàng này hàng nhập khẩu từ Mỹ nhá. Một cái vỉ này là 120.000 một vỉ. Đây, cái hàng này các bác sẽ lấy một cái trong đây nó có những cái thỏi nhỏ, các bác lấy ra các bác để vào gốc cây nhá, hoặc là treo lên. Đấy. Thì hàng này dinh dưỡng nó cũng sẽ chảy dần nhá, nó là phân tan chậm mà. Đấy.